Thưa mọi người, hôm nay GoFood thông báo cho mọi người một cái tin vui về cái sức khỏe cũng như là cái hướng điều trị cho cháu Như đây mọi người. Thì Cường có đưa cho GoFood và mọi người xem về cái phiếu theo dõi xạ trị là ngày hôm qua là đã xạ trị rồi. Xạ trị được một lần trong cái góp ý của bác sĩ theo cái phác đồ đó là 30 tia. Là được một lần rồi, hôm nay là tiếp theo đúng không em? Dạ, chiều nay là trên này có ghi là 2:30 là mình tia thứ hai nữa. Cô tắt dùng con cái quạt đó cô ha. Dạ, cảm ơn nha. Chiều nay là bắt đầu tia thêm. Ngày hôm qua là cũng 2:30 luôn hả? Dạ, ngày hôm qua cũng là 2:30 luôn hả? Hôm qua thì như thế nào về cái việc tia nó thuận lợi không? Dạ thì vô bắt đầu làm giấy tờ thì em đang nằm với em chờ kết quả đó, thì bác nói là tranh thủ vô trong buổi chiều đặng tia cho cái bé cái tia đầu tiên á, thì vô rồi cũng gắn mặt nạ rồi này nọ rồi ổn định rồi bắt đầu bắt tia, bác nói tia đẹp tia tốt vậy đó. Sao con thầy đeo chút bác sĩ nhận cho hang để cho bác sĩ về hả? Được cái là bé nó ngoan anh, tia là nằm rồi nha. Vậy lấy bánh đi, lấy bánh đi cho đưa chú Sinh đi cho để Như là bác sĩ. Ủa cho bao nhiêu đây đó hả? Cho bác sĩ. Cái này là mua hay là ai cho đây? Dạ, anh Dũng gửi lên cho em. Thôi bác sĩ nhận nhưng mà bác sĩ để đây nha. Hả? Rồi để bác sinh nói chuyện với lại ba với lại bà ngoại nha. Hôm qua em nghe được em mừng quá trời quá đó. Giống như chờ đợi không ngày biết lâu vậy, bữa nay cho cháu xã em mừng. Rồi xã về em mua thuốc quá trời lắm, tại vì bà xã không có cho thuốc anh Sinh. Mình bác sĩ nói giống như ho thì mình mua siêu ho này nọ để dành cho bé. Sao thuốc nó đắng nó mà hết bệnh nha con. Con gán uống nha. Là có bác sĩ cho mình lấy cái tên thuốc để mình đi mua ha. Phòng dạ. Là cháu nó xạ xong bị cái, sốt rồi đó hả? Cái này là xạ là không có cho thuốc gì anh Sinh. Cái này là em hỏi từ phía anh Hùng là cũng có con bệnh xạ gì đó. Anh bổ sung thêm cho anh có nói là của... mua mấy cái thuốc như là súc miệng đừng cho cháu nó lỡ họng rồi siêu ho đâu á. Xạ em... khoảng 5 phút không em? Dạ khoảng 5 phút anh. Tại vì máy đó, nó xả nhanh đó. Rồi cháu cũng bình thường tới thời điểm này ha. Dạ, rồi ra em mới chạy lại siết em hỏi có đau hay nổi không thì bé Như nó không có đau gì chứ. Cái gì con? Con có đau không hả? Xả con có đau không? Dạ, con thấy trong người khỏe không? Một tuần là 5 ngày. Dạ. Tuần 5 ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu. Dạ, rồi ngày thứ bảy chủ nhật mình nghỉ thôi anh. Là về em thấy bé bình thường ấy này nọ. Nhưng mà bác sĩ nói những tia đầu thì nó có như vậy, nhưng mà từ 5 đến 10 tia là sẽ nóng. Dạ. Bây giờ em mua giống như em cho uống từ từ trước á. Có nghĩa là nó sẽ có những cái triệu chứng sau khi 5 tới 10 tia. Dạ. Hôm bữa đó em có nói với anh là em lo về cái việc mà về cái phần mông với lại cái chân của cháu là yếu, đặc biệt phần mông thì đau, chân thì yếu là không có đi được. Thì cái này thì GoFood cũng vừa mới biết thôi, tại vì thường thường là vô trong trọ này thấy là cháu nằm ở trên giường tưởng là cháu đi chạy nhảy bình thường, hay như là cháu không có mà kiểu mà không có đi được anh, giống như mà đi là em hay vĩnh hai cái vai em vậy nè, rồi em bỡ cái đít bé rồi đi được 5-7 bước, 10 bước vậy. Một chút xíu là bắt đầu thang nhất. Dạ. Nhất cái đít dữ lắm, chịu mỏi cái khóc lên bắt đầu bồng vô rồi để tới chiều nữa bắt đầu mới tập nữa, tại em sợ để lâu quá rồi gân nó cháu nó bị co rút rồi á. Như vậy là đã bao lâu rồi em? Dạ từ khi mổ tới giờ luôn. Hôm bữa em không có nói anh phải không? Em anh không biết, anh tưởng là tại vì vô phòng đây mọi người thấy không gian nhỏ gì nè. Tại mỗi lần anh xin lỗi thì thấy bé ngồi chơi không à. Hôm nay không biết. Sao con? Con nói với bác Sinh đây, sao con đi con bị cái gì? Đau. Con đau chỗ nào mà chỉ bác Sinh cho con. Đau có biết đâu. Đau chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Đau ngay bên này. Rồi mông thì bị đau. Mông đít con có đau không? Cái đít.
Cường á, thì Cường nói với GoFood á là có thể là ảnh hưởng do những cái dây thần kinh. Yeah. À, tại cái khối u ở đây nó chèn ép. Yeah. À, ảnh hưởng. Ừ. Cái đó thì Cường thì nói vậy thôi. Còn hỏi bác sĩ có trả lời gì không? Bác sĩ mổ nói là thứ nhất là di chứng, thứ hai là có u trong đầu bé chưa có hết hẳn. Bây giờ mình phải xả đặng cho nó mấy cái dây thần kinh nó là không có bị chèn ép nữa, thì có thể là cháu sẽ đi dần dần, cháu sẽ đi lại được. Mà phải hôm bữa đó chụp em gai á, là vô tình là chụp em quanh nay rồi chụp em gai rồi lại là cái phần như này của cháu bây giờ đang tụ mỡ bầm ở đốt sống. Dạ, nên bởi vì cái đít cháu đau rồi chứ đốt sống lưng ha. Rồi bây giờ xả xong á, là xả xong là bây giờ về bên khoa nội ba nội tổng hợp á, người ta sẽ trị cho. Vậy là còn về cái tiền nông sao Cường? Dạ thì hôm qua vô á, người ta bắt em tạm ứng 8 triệu nhưng người ta nói là trong vòng hôm nay là phải ứng 20 triệu nữa. Dạ. Ừ. Thì mẹ lấy cái đơn con thì sáng sớm là có cái đơn thôi mà. Thì sáng sớm là em phải qua để đóng cho người ta, rồi trong chiều nay mình sẽ tiến hành xạ nữa. À, về cái phần xạ trị là 30 tia là 70 triệu mà mới có ngày thứ hai, hôm nay ngày thứ hai là dạ. Phải đóng tổng cộng là 28 triệu ha. Dạ, là với 4 triệu là 32 triệu. 32 triệu ha. Dạ. Tại gần phân nửa rồi. Dạ. À, nhưng mà nói là qua tuần là phải đóng thêm nữa. Có giấy tờ đàng hoàng ha. Dạ. Tại vì mình đóng 8 triệu này là đóng rồi đúng không? Dạ. Đóng rồi mình mới có quá đơn, là người ta đưa quá đơn này hết rồi. Sẵn đây xin phép được đọc lại về cái địa chỉ ở dưới quê của gia đình, đó là ấp Hữu Thợi, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, Cà Mau. Dạ. Ở đây là 4 triệu gì đây em? Dạ, cái đó là 4 triệu con tạm ứng hôm bữa làm mặt nạ đó. Ừ. Bữa này là 8 triệu, sáng em mới đóng là 20 triệu thôi. À, là chiều nay đóng 20 triệu hả? Dạ, đóng rồi. Đóng rồi. Cái này là phía bóng dự. Dạ, phía bóng dự. Gì con? Ừ, đàn á. Hôm để bác xin nói chuyện chút đi con đàn. Ủa, cái này là em đóng là ngày hôm qua hay là sáng này? Mới sáng luôn à. Thôi ra con đàn đi. Rồi, con đàn cho bác xin nghe. Rồi, đàn đi. Rồi, con này cho bác sĩ. Hôm qua bác sĩ mới cho. Bác sĩ mỗi lần vô là bác sĩ phải cho như vậy. Dạ. mới thực hiện sợ trị được rồi, có thằng giỏi quá. Ồ, giỏi quá ha. Đấy, ngoài cái việc mà cháu bị cái xương sống nè, với lại dạ. cái chân, với lại cái mông ra đó, thì cháu thì có kiểu như có những cái cảm giác, những cái biểu hiện nó hơi hơi lạ chút xíu. Dạ, giống như tán tình đó. Cười thì cười, buồn thì buồn, người muốn nói chung là nhạy cảm. Ban đêm á, em sợ nhất, bây giờ em sợ vào ban đêm á. Cứ khoảng 10 phút là nó lại giật bắn người, nó la, nó hét, phải ôm bé lại. Ừ. Ôm bé lại để cho kêu cho thức dậy giống như tỉnh hả. À. Làm một đêm mới làm, nhiều khi muốn tới sáng luôn. Ừ, cảm ơn nha. Này ai mua cho con đây? Bác Dũng cho. Tại giờ em sợ nhất là cái di chứng không biết sao mà bé cứ ngủ giống như không có được cảm giác. Cứ chút xíu chập chờn là cứ la lên. Những cái gì mà em không biết á, em có thể là hỏi mấy cái anh chị có con em mà bị bệnh giống của Như nè ha. Dạ. Với lại hỏi thêm y tá bác sĩ thì có gì họ chỉ cho. Dạ. Rồi cuối tháng này phải đi khám nội tiết cho cháu. À, bác sĩ yêu cầu hả? Dạ, cái đó là giống như xạ là riêng, còn khám nội tiết là phải qua nhi đồng khám riêng. À, về cái u não này cũng phải khám nội tiết nữa hả? Dạ, do cái u não cháu ngay tiếng yên đó. Ừ. Là bên nó nội tiết nặng lắm. Khám cái đó thì ví dụ như là nó sẽ có những cái ví dụ như bình thường thì khám nó không ra, còn ví dụ như có những cái triệu chứng thì nó như thế nào? Dạ, thì giờ cháu đái nó xong rồi, cháu đi tiêu tiểu xong rồi chút xíu nó phải nghỉ nữa. Ừ. Nghỉ. À. Dạ. Với mà cái hóc môn của cháu đó, lúc trước em có nói với anh đó, có cái thuốc uống suốt đời đó, là bên nội tiết luôn thôi. Rồi phải qua khám để người ta chỉnh lại điều lượng. À, hôm bữa Cường có chia sẻ là về cái một cái uống thuốc là phải tới suốt đời. Dạ. Tại vì cái khi mà cháu nó bị u não này là
cái tuyến gì đó hả, là dạ, nó hóc môn, có cái hóc môn gì đó nó không mổ, có điều tiết cho nữa luôn à. Không có điều tiết tự nhiên nữa ha, dạ. Phải uống thuốc bổ sung, dạ. Thì hàng tháng mình phải về bên nhi đồng đó, mình tới khám để bác lại để điều chỉnh cái điều lượng thuốc. Rồi chừng nào là khám, chừng nào xét nghiệm? Dạ 27 này là phải đi nữa, ừ, tuần nữa ha, dạ. Anh tưởng mấy cái giấy này anh tưởng là họ kêu để ấy nhà, không, cái này là cái biên lai luôn rồi. Sau này là tính tiền là bắt đầu mình lấy giấy ra này mình tính lấy giấy bên bệnh viện á. Nên là giấy giữ kỹ ha, dạ. Chứ để mất là mai mốt ví dụ như mất là mình mất tiền á. Mất tiền á. Dạ. Ăn sữa hả? Dạ. Tính tình đó giờ nó muốn bảo nó cự. Cô hai, cô hai cho con hỏi nè. Cô hai thấy là qua nay rồi giờ như thế nào trong người, trong suy nghĩ của cô, chắc là cô lo đúng không? Vừa vui mà vừa lo. Dạ. Vừa vui mà vừa lo mà đủ thứ rồi cũng rầu nữa. Cô rầu là rầu cái gì? Rầu là lý do nhỏ này nó bệnh tình nó vậy rồi không biết cái vụ mà đi đứng rồi tiêu tiểu nó vậy, rầu không biết nó lớn rồi nó có hết không, hay nó vậy rồi tội nghiệp cho nó vậy. Cô thấy con của cái chị Lý không? Với lại cái anh Nhân ở bên đó không? Em biết không? Dạ, anh Hùng. Ờ, anh Hùng. Ờ, anh cậu Hùng biết. Ờ, Hùng. Nó thằng đó là tên gì ta? Tên Hùng. Anh là tên Nhân. Tên Nhân, còn con anh tên Hùng. Tên Hùng là biết không? Là dạ. Cháu nó bị u não đó. Dạ, thì em thường qua để mà hỏi anh những cái lúc mà anh xả con anh như thế nào đó. Anh về mua thuốc rồi chăm sóc bé sao. Thì mình qua mình hỏi tại vì con mà anh có xả rồi đó. Ừ. Nhưng mà tới thời điểm này thì Hùng nó không có đi được. Ừ, không có đi được. Dạ. Đó, cái đó là cái lo lắng của cô. Lo vậy đó. Cái đêm này nó xả xong là hồi tối em với mẹ không dám ngủ. Không biết, cứ sợ canh hoài á. Đúng rồi. Như tại tia lên não không biết cháu có bao nhiêu. Ừ. Hôm thức sáng đi em luôn. Rồi hôm nay thấy nhìn bơ phờ liền, hôm cách đây con gặp cô hình như là như 3 ngày đúng không? Ba ngày trước, còn thấy tươi tươi, còn nay là thôi á. Tại mẹ thiếu ngủ á. À, con xin phép là nói chuyện chút xíu rồi để cho cô nghỉ ngơi ha. Cho con ban ngày con cũng không có ngủ luôn. À. Không có buồn ngủ. Rồi cô ăn gì chưa? Sáng cô cũng ăn sáng rồi. Ừ, cô ăn để cô có sức rồi. Nhiều khi cô phải thay cho Cường, cô chăm cho cháu. Lo chứ, ai không lo. Với ai nữa. Nó con gái mà nó vậy là tội nghiệp đó, nó có đi đứng được, nó sinh hoạt cho nó cũng tội nghiệp đó. Nó đi tiểu xong á, nó cười cái đầu cũng nhỉ. Mà nó ngồi vậy. Nó nằm vậy, nó bườn đó. Ngồi vậy. Có nghĩa là cháu nó tiểu nó không có tự chủ được. Dạ, à, cái thứ hai nữa là tiểu mà kiểu nhỏ giọt đó, nhỏ là tiểu ít ha. À, nó bắt đi tiểu á thì nó nói mẹ ơi, nó bắt đái thì lấy bô cho nó đái, mà khi đái rồi á bận quần vô là nó lại nhảy. Ướt cái quần đó thay gì khác. Vậy thì anh qua anh thấy bình thường bé mặc cái quần này áo kia là vậy đó. Quần là phải chuẩn bị ngàn cái áo chứ còn quần biết mấy cái nữa. Nhiều khi 5-7 cái, cả chục cái. No nói cho nghe. Còn ngày hôm này đầu hôm biết cái gì mà tự nhiên là đau bụng mà khóc thôi, ngất. Bởi vì đi tia về đó rồi nó bị đau cái bẹ sườn bé bên có đó. Gì là em chạy vô cấp cứu liền, đúng không? Thấy là em chạy vô tại vì đau. Hôm đó em đó chứ không phải đau làm tới là chạy á. Chạy đi liền là lúc đó em tính bồng chạy rồi đó mà bé nó nói con bớt đau rồi. Về cái phần tiền nông á thì em đã mượn được ở dưới quê chưa? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Tại bây giờ mùa dịch này mà gửi lên rồi mấy anh nó không biết gửi đâu rồi để lãnh hay là tài khoản thì mấy anh em không có. Cái này anh hỏi thật em nha. Dạ. Thì hôm bữa em có chia sẻ trên kênh đó là dạ. 70 triệu cho 30 lần tia xạ trị. Dạ. Ha. Đó, thì cách đây ít hôm đó thì anh có gửi cho em hình như là khoảng 19 triệu 310 ngàn. Dạ. Đó. Với lại những cái khoản còn lại ở Mạnh Thường Quân hôm bữa hỗ trợ đó thì dạ. Tổng cái tiền mà 32 triệu mà hôm qua đóng á dạ. Là bây giờ trong túi em là còn bao nhiêu? Dạ thì mà hôm bữa đó anh đưa em là 19 triệu mấy nữa là tổng cộng là em vẫn còn là đây là 60 triệu rồi. Giờ em còn 60 triệu trong túi dạ. Đúng không? Dạ mà sáng em đóng hôm qua em đóng là hết 28 triệu. À, là em còn 32 triệu. Dạ. Còn 32 triệu.
Là còn thiếu bao nhiêu nữa Cường? Dạ thì mình còn thiếu khoảng 30 mấy triệu. Rồi là mình phải đóng vô nữa. Ừ. Tại vì hồi sáng có vô lên nói là bác nói là cái này là mới có tính phỏng là khoảng 70, có thể là hơn đi một xíu nữa. Tại vì là người ta chưa có chính xác cho mình là bao nhiêu tiền, người ta chưa có ra viện á. Ừ. Nhưng người ta nói là người nhà cứ chuẩn bị khoảng 70 triệu vậy. Ừ. À, ở cái clip mà gần nhất á, dạ, là anh có chia sẻ về cái phần tiền nông của em. Thì em thiếu tầm á, cái khoảng là cũng 20-30 gì đó, đúng không? Em nói cũng đi vay mượn nhưng mà chưa có cho ai cho mượn hết trong cái việc xạ trị cho cháu. Đó, thì hôm nay thì anh thay mặt Thường Quân gửi tiếp tục cái tiền hỗ trợ trong cái việc xạ trị lần này cho cháu Như nha em. Cô Phú xin phép được đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ đợt này cho cháu Như để có cái tiền xạ trị. Trước khi đọc thì Phú xin phép được cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Anh xin đọc nha Cường. Dạ, dạ. Ừ, thứ nhất là của ông bà Cường Hồng ở Vũng Tàu là 10 triệu. Sao vậy? Con làm đàng hoàng đi. Ừ, để chứ để bác xin đọc nha. Sao đau cái đầu. Đây chà. Em để cho cháu nằm ở nằm cái gối nó vừa được rồi, vừa vặn rồi. Đó, con làm đấy. Ừ. Ôm rồi nè, ôm đấy nha con. Rồi ôm đi nha, bác xin đọc nha, bác xin đọc nha. Con nghe nha, con nghe nha. Ừ. Cô Phú xin phép được đọc lại. Thứ nhất là của ông bà Cường Hồng ở Vũng Tàu là 10 triệu. Thứ hai là của nhóm cô Thúy, cô Phượng, cô Kim Anh ở Úc là 5.055.000. Thứ ba là của chị Cindy ở Úc là 5 triệu. Thứ tư là của chị Kiều Quy Thi là 2.700.000. Thứ năm là của Mộc Anh ở Cần Duộc, Long An là 1 triệu. Thứ sáu là của chú Sang ở Mỹ là 1 triệu. Thứ bảy là của chị Thi ở Hàn Quốc là 1 triệu. Thứ tám là của chị Lê Thị Nhàn ở Sài Gòn là 600.000. Thứ chín là của chị Yến ở Sài Gòn là 500.000. Thứ 10 là của chị Nghi ở quận 7 là 500.000. Còn hai Mạnh Thường Quân. 11 là của chị Võ Thị Thọ ở Đà Nẵng là 500.000. Thì cái khoản tiền là 27.855.000. Nhưng mà anh bổ sung thêm nha, một người nữa. Đó là cuối cùng là của chú Nguyễn Vũ, hoặc là Nguyễn Dữ gì đó. Thì chú này không có để cái dấu, có thể là anh đọc không có chuẩn, là chú này gửi cho cháu Như đó là 100 đô là 2.310.000. Thì tổng cộng hết luôn á là 30.165.000 nha. Đây nè, em mở cùng khung ra em đếm lại giùm anh được. 30.165.000. Đếm từng triệu á. Để cho đếm rồi cho đi cho con đếm. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba. Để ba đếm trước rồi con đếm. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 165. Rồi để cho con đếm đi. Rồi con ngồi dưới đếm nè. Rồi. Chú ơi. Rồi để cho cái đâu. Rồi. Đây, con ngồi dưới nha. Rồi, ngồi dưới con. Này, ba, con cảm ơn bác sĩ đi. Nè, để bà ngoại vô đỡ cho con ha. Thôi con cảm ơn trước đi. Cảm ơn ông bà. Con cảm ơn ông bà. Rồi sao nữa? Con cảm ơn thằng chú. Con cảm ơn thằng Quân. Để giúp đỡ cho con. Để có tiền con chữa bệnh. Con có tiền con kinh chữa bệnh. Dạ. Rồi em nói đi. Em cũng cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân cũng như mọi người đã giúp đỡ cho con em có tiền điều trị. Với số tiền này thì em đã có đủ tiền mà đóng viện phí cho con em. Với em trang trải thêm một phần thuốc men cho cháu, em rất là cảm ơn. Gia đình em biết ơn. Em mừng không? Dạ, em mừng lắm anh. Em mừng lắm.
Hồi lúc trước em sợ không có tiền đóng, không biết xã để chuyện cho cháu, không biết làm sao. Mà bây giờ có mọi người giúp đỡ rồi, em rất quá mừng. Giống như là giờ được đủ tiền mà xã chị cho cháu, rồi có mua thuốc, mua men cho cháu, vậy là em mừng. Tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho con cháu tôi một số tiền để trị bệnh. Tôi cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Tôi cũng mừng lắm. Từ hồi mà con đăng lên tới giờ thì ở bên Cường cũng biết nè, rồi ở bên phía bên cô với Bến Tre cũng biết nữa, nó biết hết, bà con là biết hết. Dạ. Đó, thì về những cái khoản tiền đồ các thứ thì họ chắc là họ mừng, họ gọi điện cho gia đình ông cô. Dạ. Dạ có hả? Có gọi điện. Dạ. Còn mấy mà anh em của Tâm thì sao? Mừng lắm. Mừng lắm hả? Cậu hai nó với dì ba nó mừng lắm, nói con cũng mừng cho hai cha con Cường để nó có số tiền đó, nó lo cho con đó. Con cũng mừng dữ lắm, mình nghèo mình cũng không có giúp đỡ được nhiều, có nhiêu cho nhiêu mà nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho con Cường vậy mình mừng lắm đó mẹ. Mấy đứa con vậy đó. Cho xin lỗi nhé. Chào con. Anh cho con hai con thích chị một chị á. Chọc con. Ở trong khoa có một cái chị chọc con. Không. Con cậu hai đó. Con cậu hai. Chị đó tên gì? Tên Diệp. Diệp hả? Dạ. Chị Diệp chọc con làm sao? Không có chị. Sao? Không có chị mà chọc con. Chị đó bao nhiêu tuổi? Chị đó... Mấy tuổi hả? Bằng tuổi con. Bằng tuổi con. Ừ, tuổi con. Hình như là cái xương sống của cháu nó đau quá nên là nó ngồi dậy không được luôn. Bây giờ phải lâu là phải cho mỏi xíu. Mỏi hơn rồi. Nó mỏi. À, mẹ ơi con ngồi lâu con mỏi mà cho con kiếm chỗ cho con dựa là sắp đó cho nó dựa. Chúng mấy anh mấy bác cây đậu với cũng điện lên nói trời ơi thấy cha con được mọi người giúp đỡ vậy. Mừng quá trời. Mừng quá trời. Tại vì mấy bác nó không biết tiền đâu mà đi trị cho cháu. Lúc đó mổ ra là giống như em muốn hết tiền rồi. Rồi em nói nó chỉ còn có xạ trị này nọ uống thuốc nữa mà giờ để mình không ghé mình đi nữa. Gì con? Chưa, bác xin chưa ăn cơm. Bây giờ đó bụng quá nè, bác xin đó bụng quá. Tôi có thằng em thứ tư á, cậu ở quê á, nó điện lên nó nói chị ơi, tôi thấy con sao nó ở trên điện thoại á, rồi các mạnh thường quân giúp đỡ cho nó vậy á, tôi cũng mừng cho cha con nó với mấy đứa ở gần á, nó cũng điện lên nó hỏi ở chị Hai cháu bị bệnh vậy mà thấy lên trên điện thoại vậy mạnh thường quân giúp đỡ quá trời, ở đây cũng mừng cho chị. Mấy đứa em gần vậy đó, nó thấy vậy nó cũng gọi điện lên nó hỏi vậy đó. Cô ba nó vừa coi mà vừa khóc nó vừa mừng á. Thế cô ba điện lên, cô ba nó trời đất ơi mừng quá trời quá đất, cô ba nó thấy clip anh quay đó vừa khóc mà vừa điện. Có nhỏ cháu ở bên biên á cậu xin. Dạ. Có nhỏ cháu anh biên nó coi á, nó cũng thấy á. Dạ. Điện gì nó hỏi nó cũng gửi tiền gì nó cho vậy đó. Hả? Cho bác Sinh ăn đi. Bác Sinh nghe nói là chưa ăn cơm mới cho bánh ha. Con sợ bác Sinh đói hả? Hồi đó vô bệnh viện á bác Sinh nói hồi mổ phải u thờ ơ mẹ con rồi cũng chết khóc. Cái cô nói gì Cường ơi giờ tiền đâu lo mà mổ Cường. Cái Cường mẹ bình tĩnh đi không thẳng từ từ rồi mình lo chứ giờ con cũng không biết sao mẹ. Không thẳng từ từ đi mẹ. Thôi bây giờ nè, bác Sinh chuẩn bị về nè, bây giờ nói gì tạm biệt ông bà đi, nói đi. Tạm biệt ông bà. Tạm biệt bác Sinh. Rồi sau nữa nhớ là ngoan với ba với lại bà nha. Dạ. Ba với bà là lo cho con lắm á nha. Bác Sinh về nha. Mọi cái thông tin về tình hình sức khỏe của cháu Như thì có gì mới thì anh sẽ cập nhật đến cho mọi người nha. Em sẽ gọi điện cho anh nếu mà có gì thay đổi nha. Về cái việc mà quá trị, xạ trị gì đó, điều trị này nè, thì mọi người có kinh nghiệm hoặc là biết như thế nào thì có thể để ở phần bình luận để Cường có thể xem và Cường
có thể là thực hiện theo để cho tốt cái sức khỏe của cháu. Thôi con về luôn nha cô ha. Cô cũng cảm ơn con. Nhờ cũng nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ cho con của cô với cháu cô vậy, cô mừng lắm thiệt. Cô không ngờ. Không ngờ là nhiều người lại giúp cho cháu mình vậy đó ha. Đúng rồi, không ngờ. Nên cô mừng dữ lắm. Sao con? Giúp đỡ cho con. Vậy đó ha. Cảm ơn bác Sơn. Ở trên kênh của con á, thì người xem á, cô chú anh chị họ nói chung là họ rất là tin tưởng và họ cũng như là có những cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống, nên là khi mà nhìn những cái nhân vật là như thế nào là họ có thể là họ đoán được, và cũng như là chủ yếu là mình có sao nói vậy, mình thật lòng là họ thương đó, ở trên kênh của con là vậy. Thôi một hả? Có hôm bữa có cái chị gì mà bên Canada gửi cho bé sâu được 5 triệu. Là tự nhiên điện qua số máy em gọi hỏi thăm bé bệnh bé gì đó. Có gửi tiền cho cháu. Một sao? Sao? Rồi nói chừng nào mà giống như hết dịch á, rồi về thăm bé, gửi về thăm bé Như. Cái gì con? Con biết à, cô Phước xin phép được cảm ơn mọi người. Cô Phước nghĩ là mọi người xem clip ngày hôm nay sẽ rất là vui lây cho cháu Như cũng như là gia đình. Cũng cầu mong là những cái điều may mắn cũng như là cái sức khỏe sẽ đến với lại cháu Như. Về cái phần mà hồi nãy có nói là chân này với lại cái xương sống nè, với lại là cái phần nội tiết của cháu đó, thì mong mọi người góp ý giùm. Sao bác xin tắt máy ở đây nha, rồi mình nói chuyện nha. Cô Phú xin phép được kết thúc clip ở đây. Chào tạm biệt mọi người.